Mục tiêu nguyên nhân viêm xơ gan, biểu hiện lâm sàng thay đổi đường tiết niệu máu và thay hóa trong xơ gan. Nói về tiết niệu máu và thay hóa thì bạn có thể về đọc được cái đề như bạn khi mình nói đến những biểu hiện lâm sàng trong bệnh cảnh xơ gan á, thì mình phải quay về giải phẫu vệ sinh lý gan, không nói với những cơ quan nào trong lòng được qua trong phổi bụng. Thì khi gan bị bệnh hoặc những cơ quan khác bị bệnh, nó có thể ảnh hưởng đến chức năng của gan và nó bị bệnh gan. Được chưa? Hai là mình phải biết được cái chức năng cơ bản của gan là cái gì. Thì khi gan bị bệnh, cụ thể đây là trong bệnh gan thì nó sẽ sinh ra các cái gói độc tố. Như vậy phần trọng tâm chính trên giảng đường để giải thích cho bạn cơ chế cho vấn đề về sinh ra các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân xơ gan, và còn về nguyên nhân của thay đổi được xét nghiệm sinh hóa và xét nghiệm máu của bệnh nhân xơ gan. Khi mình hiểu được cái cơ chế rồi thì bây giờ mình sẽ đọc, mình sẽ hiểu được ha. Như vậy thì bình thường nó gan nó nằm ở đâu, nó không nói với những cái cơ quan nào và cái chức năng của nó là cái gì. Gan nằm ở đâu? Dưới cơ mặt bên phải là tạng lớn nhất trong cơ thể. Rồi nó không nói với cơ quan nào trong lồng ngực, thông qua cái hệ thống máu này. Rồi gan nói với những cái cơ, những cái tạng nào trong ổ bụng và thông qua những cái hệ thống máu này. Cụ thể hệ thống máu đây chỉ nói cụ thể đây là tĩnh mạch này, tĩnh mạch. Tĩnh mạch chủ dưới. Chủ dưới thì nó nắm ở đâu? Trong cơ quan trong lồng ngực là cơ quan nào? Lồng ngực mình có cơ quan nào? Có tim, có phổi, có thực quản, có khí quản, có khí quản. Gì nữa? Còn gì nữa không? Chưa kể là hình thật máu với ống thực với mạch huyết gì nha. Như vậy thì ở đây gan sẽ nói với các cái tạng, các cái cơ quan nào những với những cái cơ quan điều khiển chưa? Với tim. Tim. Nói với tim thông qua tĩnh mạch chủ dưới, mà chủ dưới thì mới cấp chỉ tiếp cho gan, mà nó phải thông qua những tĩnh mạch trên gan. Như vậy đối với đường gan mình sẽ tĩnh mạch trên gan á, thì nó sẽ có ba nhánh nữa, đó là tĩnh mạch trên gan trái, giữa với phải, được chưa? Thì cái tĩnh mạch chủ dưới này nó cắm vô đâu? Nó cắm vô cái vùng chỉ bên chỉ phải, bên trái, bên phải, bên trái. Tim thì nó chỉ phải. Chỉ phải. Như vậy thì đối với những cái trường hợp làm tăng áp lực chỉ phải thì nó có ảnh hưởng đến gan không? Có. Đó, ví dụ trong bệnh tật của xuyên tim phải, xuyên tim dọc bộ hoặc là viêm màng ngoài tim quá thấp vân vân thì nó làm sao? Thì nó sẽ giảm được cái chức năng co bóp, sẽ cản trở cái dòng máu từ phía dưới đổ về tim. Như vậy thì cụ thể đây thì nó sẽ ứ máu ở trùng gan. Trùng gan. Như vậy gan bình thường nó có một cái chức năng, đó là chức năng dự trữ máu, nó đang hàng hồi điều trị máu. Nhưng khi vượt ngưỡng trước của nó thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái biểu hiện, đó là gan co hàng xít. Về lâu này dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tế bào cấu trúc tế bào gan, nó làm biến đổi cái cấu trúc tế bào gan và dẫn đến một bệnh cảnh thành gọi cụm từ, đó là sơ gan tim, tức là sơ gan do bệnh lý của tim, được chưa? Rồi bây giờ mình nói gan nó tiếp tế những cái cơ quan nào trong ổ bụng thông qua những cái hệ thống máu nè. Lắc to là do những ký sinh trùng. Nó sẽ phụ với các tạng trong ổ bụng thông qua các cái hệ tĩnh mạch, tĩnh mạch mặt treo dàn trên, tĩnh mạch mặt treo dàn dưới, tĩnh mạch trĩ, tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch vị tá. Nhưng tóm lại cái tĩnh mạch đó nó đổ về một cái tĩnh mạch nào? Tĩnh mạch cửa. Được chưa? Như vậy gan thông qua tĩnh mạch cửa nó sẽ có những cái nhánh tĩnh mạch nhỏ hơn và không có với các cái tĩnh mạch của các cái tạng trong ổ bụng. Như vậy khi gan bị bệnh thì nó ảnh hưởng đến cái áp lực trong tĩnh mạch cửa, thì mình sẽ tìm hiểu ảnh hưởng như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tạng không nói với nó. Mà tĩnh mạch thì nó có đặc điểm đó là đưa máu về, máu từ máu nghèo oxy cũng mới là máu giàu oxy. Như vậy nếu máu ứ ở phía dưới, nó âm, nó không được trao đổi là máu giàu oxy, thì nó có ảnh hưởng đến chức năng trao đổi hấp thu của những cái chất mà thông qua đường hệ tiêu hóa không có. Rồi bây giờ mình nói tiếp. Vậy thì quay lại chức năng của gan, thì bình thường gan có những cái chức năng gì? Ổn định đường huyết thông qua cái chức năng đó là chuyển hóa lipid, lipid và lipid. Cái chức năng gì nữa? Dự trữ vitamin, dự trữ vitamin gì? Vitamin A, vitamin gì? B12 gì nữa? Sắt. Rồi chức năng gì nữa? Chức năng của gan là còn các chức năng gì nữa? Chuyển hóa rồi. Em xong.
chống độc, thải độc, khử độc. Có nghe cái chức năng của gan là tạo ra các yếu tố, tạo ra các yếu tố đông máu. Như vậy thì bình thường trong cơ thể mình có mấy cái con đường đông máu, có hai con đường nội sinh và con đường ngoại sinh, được chưa? Và gan thì nó sẽ tích tụ hết các yếu tố đông máu. Yếu tố đông máu được tổ cho cái giai đoạn sau cùng trong quá trình của đông máu. Rồi nhưng mà mình sẽ chú ý những cái điểm gì nữa đó, cái con đường ngoại sinh á, thì ngoài là phụ thuộc cho các yếu tố động máu gây ra sản xuất thì nó còn phụ thuộc cho vai trò của vitamin K. Vitamin K từ một thức ăn có rất là ít nên sẽ vi khuẩn có dùng đại tràng, và vitamin K sẽ tổng hợp từ các yếu tố động máu lên con đường ngoại sinh. Như vậy thì khi mình nói một cái vấn đề đó là gói loạn đông máu do bệnh lý của gan, tức là do ảnh hưởng của chức năng của gan, thì mình phải loại trừ cái nguyên nhân có loạn đông máu do thiếu vitamin K kèm theo chất đó. Rồi, mình biết là gan thì nó sản xuất một cái thành phần protein cực kỳ quan trọng trong tạo ra acid gel, đó là albumin. Như vậy albumin tạo acid gel có vai trò gì? Nó sẽ giữ vị ở trong động mạch. Rồi ngược lại với nó trên động mạch thì nó tác động, nó thành acid gel thì nó còn tác động của rất là gì? Nó sẽ thiệt. Thiệt tỉnh. Như vậy áp lực thiệt tỉnh thì nó sẽ có cái chiều ngược lại, nó sẽ dịch ra bên ngoài. Như vậy khi mà tế bào gan bị hư hại, bị sơ quá, nó không thực hiện được chức năng của mình thì nó có sản xuất đủ cái lượng albumin không? Không. Như vậy thì nó sẽ giảm cái khả năng giữ dịch trong động mạch. Như vậy thì nó sẽ dễ bị thoát dịch gan bên ngoài. Được chưa? Rồi, chức năng gì của gan nữa? Gan có chức năng chống độc. Mình thấy là tất cả các bạn trong ổ bụng nó thông qua các cái hệ mạch máu, cụ thể đây là tĩnh mạch, nó thông qua tĩnh mạch cửa đi về gan, thì đầu hầu hết là nó vận chuyển trực tiếp các chất và có các chất về dinh dưỡng, về vi khuẩn, về virus gì gan hết. Như vậy gan phải có một cái chức năng chống độc. Như vậy chống độc ở đây nó phải nhờ cái chức năng nào, nó phải nhờ chức năng nào? À, khái niệm về viêm gan sâu hóa gan thì bạn đi nhà đọc cho chị ha. Ở đây chị không có cái lần đó là. Như vậy thì mình có nghe cái tế bào cúc không? Rồi cái đơn vị mà thực hiện cái chức năng của gan mình gọi là tiểu thì gan. Như vậy thì trong tiểu thì gan thì nó sẽ gồm có rất là nhiều cái tế bào gan, được chưa? Rồi mình nghe cái cụm từ cổ ba cửa không? Cổ ba cửa đó là gồm có là động mạch gan, có tĩnh mạch nhánh của động mạch cửa và có ống mật. Rồi giữa các cái tế bào gan trong tiểu thì á, nó sẽ liên kết với nhau, thì giữa các cái tế bào gan nó sẽ có ống vi quản mật. Như vậy ống vi quản mật là để dẫn mật, được chưa? Như vậy thì mình nói đến cái chức năng của gan, nó có thêm một chức năng, nó là chức năng bài tiết và sản xuất mật, được chưa? Và mật thì cần thiết cho chuyện gì? Tiêu hóa, tiêu hóa cái dạng chủ tương hóa chất béo, đồng thời có vai trò trong việc nó hấp thu kèm theo các cái vitamin đang trong trong dòng. Nếu không có hiệu dụng chủ tương hóa chất béo thì cơ thể mình không thể hấp thu được những cái thành phần quan trọng rất là liên tiếp. Rồi, ngoài ra thì mình thấy là gan còn có chức năng gì nữa? Ổn định được biết nó rồi, không phải? Sản xuất ra chất chống vi khuẩn. À, chưa. Chị đang nói cái chức năng chống độc thì chưa nói hết à. Cái chức năng chống độc thì mình có vai trò với tế bào cúc cơ. Như vậy thì các bạn tưởng tượng nha, từ cái tĩnh mạch cửa nó sẽ chuyển các chức năng đi vào các cái phân thì của gan. Thì trong các phân thì đó nó sẽ còn có những cái tiểu thì gan, và những cái tiểu thì gan nó sẽ có những cái nhóm nhỏ của những cái tĩnh mạch cửa, thì trong đó mình tạm thời có một cái mình gọi đó là son tĩnh mạch. Thì trong son tĩnh mạch đó, trước khi mà tiếp cận với tế bào gan á, thì cái son tĩnh mạch đó có những cái tế bào cúc cơ, tế bào trào của tế bào cúc cơ nó sẽ mặc giữ những cái vi khuẩn, những cái chất độc từ các cái tạng trong ổ bụng để lưu trực tiếp về. Đó là một trong những cái bảo vệ. Cái thứ hai là sau cái tế bào cúc cơ đó, đó là những cái tế bào nội mô của những cái thành tĩnh mạch. Thì cái tế bào nội mô nó có vai trò gì? Nó giống như là tấm lưới lọc. Rồi sau khi những chất mà được trao đổi đi vào trong tế bào rồi, thì tế bào ở đây lúc này nó mới thực hiện được cái chức năng chuyển hóa của nó, đó là biến những chất độc thành chất không độc. Ví dụ bình thường cơ thể mình có sản sinh ra NH3 trong máu không? Hệ đường tiêu hóa có không? Có. Như vậy thì sau khi NH3 lưu thông trong dòng máu thì nó sẽ đi đến gan, nó phải thực hiện vào quy trình chuyển hóa trong ure. Rồi ure sau đó được đi đâu? Nó sẽ bị bài tiết, nó sẽ được dẫn lưu đến thận để bài tiết ra bên ngoài. Như vậy giả sử như trong trường hợp mà tế bào gan không thực hiện được chức năng chuyển hóa NH3 đi vào quy trình ure, thì NH3 sẽ tăng cao trong máu. Như vậy khi NH3 tăng cao trong máu thì nó sẽ có cái
hiện gì, nó sẽ thấm qua cái hàng rào máu não và nó gây độc trên tế bào não và nó làm thay đổi về chi giác, về tâm thần, về thần kinh của cái người bị bệnh gan mà làm tăng lên cấp 3. Thì lúc này nó giai đoạn nặng nhất là rơi vào trạng thái là hôn mê gan. Rồi, mình nói là gan có một cái chức năng đó là dự trữ vitamin A. Như vậy thì mình phải ngoài cái tế bào Cooper đến cái tế bào nội mô, rồi đến trước cái tế bào của gan á, thì ở cái bảng đó người ta gọi là cái bảng DIP. Thì trong cái bảng DIP nó có cái tế bào sao, và tế bào sao bình thường nó sẽ thực hiện cái chức năng đó là dự trữ vitamin A. Như vậy trong trường hợp nào thì tế bào sao này nó sẽ bị mã hóa thành những viên ngoài sợi, ví dụ trong trường hợp tấn công một tạng của cái lượng virus mà tế bào Cooper không thể khống chế, thì lúc này cái tế bào Cooper sẽ tự mã hóa và nó mã hóa các hóa chất không gian miễn dịch, và lúc này nó làm gì, nó biến đổi cái tế bào sao dự trữ vitamin A thành những nguyên bào sợi. Bình thường những cái nguyên bào sợi này nó chỉ tăng sinh trong các bạn biết, nhưng khi những cái nguyên bào sợi này nó xâm lấn vào các cái tế bào của gan thì nó sẽ biến đổi cái bản chất của tế bào gan thành những cái tế bào sơ. Mà mình biết cái tế bào sơ sơ hóa thì nó có hồi phục không, nó sẽ không hồi phục. Và lúc này đối với những người bị bệnh gan, tùy vào cái giai đoạn là tế bào gan họ được toàn vẹn hay tế bào gan bị xâm lấn hoàn toàn bởi những tế bào sơ, thì lúc này mình sẽ có hai cái việc gọi là sơ gan còn bù và sơ gan mất bù. Thì trong trường hợp sơ gan còn bù thì có thể tế bào gan còn thực hiện chức năng của nó, thì lúc này giai đoạn đầu thì mình sẽ phân biệt với những trường hợp là viêm gan. Rồi, đối với cái sơ gan mất bù thì mình sẽ hiểu ra việc mất bù là gì. Tế bào gan coi như là mất hẳn chức năng. Như vậy trong cái giai đoạn này mình sẽ làm với những hai cái niệm nữa, đó là hội chứng suy tế bào gan và hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Rồi, như vậy chị nói là hội chứng suy tế bào gan là sao? Bình thường gan thực hiện chức năng là tạo ra hai yếu tố đó là dự trữ gì nữa, chống độc gì nữa, sản xuất albumin, cái gì nữa, chuyển hóa các chất, trong đó có estrogen, có anh có androstenedione, chuyển hóa lucid, rotic, livid. Lucid là gì? Đường tăng cao chuyển vào tế bào gan thành một triệu chữ. Khi đường cơ thể thấp thì sẽ có chiều ngược lại, đúng không, để cơ thể chống đói. Rồi, protein thì cần thiết cho gì? Có hút màng protein vận chuyển, sản xuất cho albumin, sản xuất cho các acid amin cần thiết cho cơ thể. Và lipid cần cho gì? Lipid thì cần cho cấu trúc của các màng. Và thêm gì nữa? Các cái hormone môn sinh dục. Như vậy đối với những người bị bệnh gan giai đoạn cuối thì gần như các cái chức năng đó nó đều bị rối loạn hết, nó sẽ không đảm bảo các tim còn thiếu. Như vậy những người sơ gan mình sẽ thể thấy một số biểu hiện gì? Mà mệt mỏi nè, mà vàng da nè, cái gì nữa? Bụng to nè, phù chân nè, có gì nữa? Gì nữa? Thiếu máu nè. Gì nữa? Thiếu sinh lý. Ơ đúng rồi, chính xác. Mới nãy chị có nói là gì? Đi biết là gì? Nguồn cảm với các hormone sinh dục. Do vậy là cả người đàn hay là người nữ mà vấn đề về sơ gan giai đoạn cuối thì có thể ảnh hưởng đến gì? Vô sinh, vô cân, ảnh hưởng đến cả cái hoạt động tình dục. Rồi, mới có cái bạn đi lâm sàng, nếu có đi lâm sàng đó thì mình sẽ mang đến những cái người sơ gan nó trên xét nghiệm của họ có những cái dấu mình gọi đó là dấu sau mặt. Như vậy dấu sau mặt thì sẽ mô tả làm sao? Đầu tiên đó là một cái cắm chọc đỏ. Sau đó xung quanh cắm chọc đỏ đó là những cái đuôi nhọn ra. Nó giống như là những cái dây bàn chân nhọn vậy đó, mình gọi đó là dấu sau mặt. Như vậy thì tại sao có cái dấu sau mặt ở đây? Thì do gan có chức năng là chuyển hóa của estrogen, và khi gan bị bệnh thì nó làm giảm cái khả năng chuyển hóa estrogen, làm cho estrogen tăng ra trong máu và nó làm giảm những số mạch máu nông. Dấu sau mạch đó mình có thể quan sát ở hầu hết những vị trí trong cơ thể, nhưng thường thấy nhất là ở vùng mặt. Ngoài thêm gì nữa, do cái vấn đề chuyển hóa của estrogen, do đó những người bị bệnh gan mà không thấy cái biểu hiện nữa, đó là nữ hóa tuyến vú ở người nam, trong trường hợp người nam bị sơ gan nha. Mình chỉ dùng cụm từ là nữ hóa tuyến vú của người nam, chứ giờ người nữ phẩm gì nữ hóa tuyến vú nữa, đúng không? Như vậy vấn đề về làn da là do vấn đề về nói động và tiết của cái chuyện đó là bilirubin. Như vậy thì chỗ này xin nhắc với các bạn liên quan đến bilirubin là gì? Bilirubin thì mình sẽ có là gì? Gián tiếp tự do, hai cái đó mình gọi là bilirubin toàn phần. Như vậy trong cái vấn đề về vàng da và biểu hiện ra lâm sàng, vàng da niêm, vàng da mắt, vàng da trên niêm mạc thì sao? Thì bilirubin toàn phần bình thường nó ít nhất nó cũng phải lớn hơn 2.5 mg phần trăm. Đây,
cái gì gọi là liên quan đến tăng bilirubin gián tiếp, thì mình sẽ biết là trước khi đến em tạo cái phần trực tiếp thì sẽ có phần gián tiếp. Như vậy bất kỳ nguyên nhân nào đó mà làm tăng tạo cái phần bilirubin, bilirubin gì mơ màng đó rồi gián tiếp, thì nó là cái nhóm nguyên nhân trước đó mà nó không ảnh hưởng đến gen, chỉ có đến gen thì nó sẽ ảnh hưởng cho đến cả bilirubin gián tiếp và trực tiếp. Ví dụ trong trường hợp nào sẽ làm tăng bilirubin gián tiếp, truyền nhầm nhóm máu vỡ toàn cầu hàng loạt. Bilirubin là từ đâu? Là từ gen, được chưa? Như vậy trước khi mình nói vàng da này cho một bệnh nhân sơ gan và vàng da của sơ của bệnh gan thì mình phải loại trừ những nguyên nhân vàng da trước gan ha. Còn vàng da sau gan thì mình sẽ thường liên quan đến những vấn đề về tắc nghẽn, ví dụ như là sỏi mật chủ hoặc là u đầu tị vân vân đó nha. Và như vậy nói về mọi chúng tăng áp lực tĩnh mạch của là sao thì chị sẽ luôn cái tình của các bạn, còn về nguyên nhân thì mình dừng đọc được ha. Đây, khi tiếp cận một bệnh nhân sơ gan thì phòng hành chính mình sẽ lưu ý cái gì về nghề nghiệp, về tuổi, về giới tính. Ví dụ trong những cái vấn đề mà viêm gan mà do lây truyền qua đường tình dục thì mình phải lưu ý vấn đề về nghề nghiệp. Ở những này có nghề liên quan đến nghề nghiệp, ví dụ thường hay là phụ nữ những thế giới hôn nhân, rồi viêm gan mà sơ gan mà do vấn đề rượu bia thì thường trong cái độ tuổi lao động, điều đó mình phải lưu ý ha. Rồi cái hai cái hội chứng trong vấn đề của bệnh gan hoặc bệnh gan là bệnh gan giai đoạn cuối, bệnh gan mắc bù thì thường mình sẽ thấy đầy đủ hai hội chứng, đó là hội chứng viêm tế bào gan và tăng áp lực. Các bạn có nhận được cái hình ảnh đây là dấu sau mặt do một bệnh nhân bệnh gan, cụ thể là sơ gan, và đây là hình ảnh là ngũ hóa tiết vú ở người nam. Do vấn đề về làm đối về đông máu, thiếu yếu tố đông máu, và chưa kể là tình trạng giảm tiểu cầu do cái vấn đề đó là hội chứng tuần lách ở những người bị gan trong cái tình huống là tăng áp lực của các cổ, thì hồi chị sẽ nói sơ qua về cái tuần lách trên cái hội chứng tăng áp lực của thì bệnh nhân sẽ là dễ chảy máu, đông máu khó khăn nha. Và những cái triệu chứng cụ thể mình có thể nhìn thấy cho một bệnh nhân sơ gan, người cán bộ mình sẽ thấy bụng to, có từng quàng hoàng hệ, có lách to, có gan to hoặc gan teo, gan to hoặc gan teo, cái tiền vào giai đoạn giai đoạn số và giai đoạn một. Rồi thay đổi về thần kinh tinh thần, những cái dấu hung vẩy lưu mô hay là hung mê, thì những cái dấu thay đổi về thần kinh tinh thần này mình sẽ đặt trên những bệnh nhân có tròn gan. Thì một trong những cơ chế làm ảnh hưởng làm sinh ra vấn đề bệnh não gan từ sơ gan đó là sự tăng của NH3 trong máu. Và chỉ nắm được như đó là chị thôi. Bây giờ mình quay lại là khám bát bụng. Bát bụng là gì? Bình thường trong bao bụng mình có dịch không? Có. Nhưng mà lượng dịch rất là ít, đảm bảo cho gì lát thành các tạng dịch trên nhau dễ dàng. Rồi, như vậy thì khi nào nó sẽ có bát bụng, khi nó có thứ rất nhiều dịch hơn cái lượng dịch bất thường là trên 25 ml thì tôi gọi đó là tình trạng bát bụng hay là bụng có dịch ha. Rồi, tương quan quan hệ là gì? Mình nói là tĩnh mạch nữa thì nó nói giữa em với các bạn thông qua các cái hệ tĩnh mạch, và trong những cái hệ tĩnh mạch đó còn có những cái tĩnh mạch thượng vị không, đó là những cái tĩnh mạch trên bụng. Như vậy thì khi gan bị sơ quá, tế bào gan không có thực hiện được chức năng đó là tĩnh lưu máu dạng nội chứa máu, thì lúc này sao máu sẽ bị ướt đẫm ở vùng tĩnh mạch cửa. Khi ướt đẫm ở tĩnh mạch cửa thì nó sẽ làm tăng áp lực khi bệnh và nó làm tăng vẻ những cái tĩnh mạch không nói với nó, được chưa? Trong đó có tĩnh mạch thượng vị nông. Thì lúc này mình sẽ quan sát được trên với những cái người mà bị sơ gan nóng bụng thường có những cái tĩnh mạch hồng mèo, chứ tôi gọi đó là tuần hoàn hoàn thể, được chưa? Ngoài cái to trong sơ gan là sao, là trong cái tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tăng áp lực tĩnh mạch cửa này có những cơ chế nào? Giảm albumin, giảm mức sức keo, giảm khả năng biểu dịch, được chưa? Bị ứ trệ máu thì nó sẽ làm tăng áp lực biểu tĩnh và nó sẽ đẩy dịch ra bên ngoài. Về viêm khác nữa thì gan có chức năng chuyển hóa hormone môn ADH, androstenedione, đó là những hormone môn có khả năng là tái hấp thu muối nước, giữ dịch đã kém mà còn tái hấp thu muối nước nhiều, thì đó là tổng hợp cơ chế để mà dịch từ trong lòng mạch thoát ra ngoài dầu gan thứ ba, gây nên hiện tượng phù được tái phù của những người bị sơ gan. Rồi lách to ở đây cũng là một trong những cái biểu hiện hậu quả của cái tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Khi có tăng áp lực tĩnh mạch cửa
nữa là họ sẽ bị căng giãn tĩnh mạch nữa. Như vậy sẽ căng giãn một trong những cái tĩnh mạch không nói với nó đó là tĩnh mạch đất. Khi tĩnh mạch đất căng giãn thì nó sẽ bị cứ trệ đó, làm cho tắc to. Tắc to thì lâu dài thì sinh ra một cái hội chứng được gọi đó là hội chứng tiểu cường đất. Như vậy khi cường đất xảy ra thì sẽ có những cái hậu quả gì? Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, giảm hồng cầu, như vậy sinh ra vấn đề về thiếu máu. Bạch cầu giảm nhiều quá thì bệnh nhân sơ gan sẽ dễ bị nhiễm trùng. Tiểu cầu giảm thì liên quan đến một trong các cơ chế trong sông máu, như vậy bệnh nhân sẽ dễ có những cái vết bầm, chảy máu hứng, máu lợi, ha, vâng vâng. Và về cận lâm sàng thì các bạn sẽ về xem. Ở đây mình có rất là nhiều về các cái cận lâm sàng, cận lâm sàng trong công thức máu, rồi cận lâm sàng trên sinh hóa máu, rồi xét nghiệm về dịch tán, tức là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái bụng thì cũng phải lấy dịch tán đó để đi kiểm tra để tôi chứng minh rằng cái dịch tán này là trong bệnh nhân của sơ gan hay cái dịch tán này là CD, hay cái dịch tán này là trong bệnh nhân của vấn đề ung thư hay là đau mặt bụng nhân nhân. Nhưng ở đây có một cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm đặc biệt khác. Xét nghiệm đặc biệt khác là cho những cái trường hợp nào khi tôi đi tầm soát nguyên ung, ví dụ tôi nói đây là khi sơ gan do viêm gan B hay là C thì tôi sẽ đề nghị là bắt cơ HCV, hoặc tôi nghĩ cái viêm gan sơ gan này là do vấn đề của bệnh lý tự miễn thì lúc này tôi sẽ đề nghị đi khám ở các chuyên gia hoặc khám nhau, vân vân. Rồi cận lâm sàng cũng là hình ảnh nội soi. Ở đây có cái điều gì mấy bạn phải lưu ý, tất cả những cái trường hợp sơ gan đều phải được tiêm nội soi. Nội soi để làm cái gì? Mình nói sơ gan là không chữa khỏi, tôi chỉ có thể ngăn ngừa cái tiến triển nó đi đến cái giai đoạn xấu hơn, đồng thời để ngăn ngừa xuất hiện của biến chứng. Bây giờ nếu có biến chứng xảy ra thì ở đây sẽ có hai khái niệm mình gọi là điện phòng nguyên phát và thứ phát. Như vậy đối với tất cả những bệnh nhân sơ gan tôi phải đi nội soi để đi tầm soát cái biến chứng, đó là giảm tĩnh mạch quản. Nếu có giảm tôi sẽ phòng ngừa để không xảy ra cái biến chứng tiếp theo, đó là gì? Xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Rồi ở đây có các một cái cận lâm sàng, đó là sinh tiết gan là tiêu chuẩn vàng trong vấn đề chẩn đoán bệnh nhân có sơ gan hay là không. Thì sinh tiết gan này chỉ áp dụng trong giai đoạn này, giai đoạn sơ. Còn sơ gan có bù rồi không nhé, không cần thiết, không cần phải làm cái chuyện sinh tiết gan. Rồi nha. Rồi cái phân loại trai cầu phúc quốc này là cái gì? Nó cho mình khả năng tiên lượng sống còn của bệnh nhân. Thì các bạn sẽ về nhà tiên tiên vị là trong cái phân loại này nó sẽ gồm cái tiêu chí nào. Vì sau khi mình sẽ đánh giá, ví dụ như bệnh nhân này có biểu hiện bát bụng thì mình sẽ đánh giá bát bụng mức độ nào. Rồi cái tiêu chí là bao nhiêu, sau đó mình sẽ tổng điểm nó. Thì nó sẽ phân ra ba cái mức độ cơ bản, đó là trai A, trai B, trai C. Thì cái này mình sẽ dùng là một thanh thẩm tiêu. Trong thời gian ngắn thì mình không thể đề cập hết các bạn. Rồi một số cái biến chứng trong cái sơ gan mình có thể làm cái gì? Xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn thực quản giảm, đây là một cấp cứu nội tạng thận. Rồi viêm phúc mạng cũng nguyên phát. Ví dụ mình nói trong trường hợp là các dạ dày có một biến chứng đó là cũng tạo động, ví dụ nó cũng dạ dày thì lúc này bệnh nhân có một cái biểu hiện gọi là cảm ứng phúc mạng và những đau toàn thể, thì trong cái viêm phúc mạng đó thì gọi là viêm phúc mạng thứ phát. Còn những cái viêm phúc mạc nguyên phát này nó xảy ra trên bệnh nhân sơ gan hoặc là sơ gan có bán bụng. Và khi nào sẽ bị đó? Ví dụ đó có những cái người mà sơ gan có bụng bán kèm theo cờ số và tiêu lỏng, mệt mỏi, hoặc đau bụng thượng vị, hoặc là đau bụng bất kỳ vị trí nào, thì những đối tượng đó tôi nên nghĩ đến cái tình trạng là viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát. Thì khi mà người ta thấy ra chỉ có một loại vi trùng thôi, thì trong viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát khi thấy ra chỉ có một loại vi trùng. Và bệnh lý là cái bệnh cảm nhiễm của bệnh nhân nguyên phát là xảy ra cho những người bị sơ gan mà có bán bụng. Đây, hội chứng gan thận. Hội chứng gan thận là động từ như thế nào? Hội chứng gan thận là cái người mà bị có tổn thương thận trên bệnh gan, nhưng trước đây họ không có bệnh về thận, không có bệnh thận mạng, và phải loại trừ những nguyên nhân là tổn thương thận đó. Thì cái tổn thương thận lần này tôi mới gọi là hội chứng gan thận trong bệnh lý của gan là sơ gan. Rồi hôn mê gan, hôn mê gan là trong hoàn cảnh của động mỡ gan ung thư quá hoặc là biến chứng về bán bụng. Cái này thì hơi sâu nha, do đó các bạn không cần xem cái phần này, phần nào cần thiết chị sẽ nhấn mạnh lại. Đây là một trong ba cơ chế đưa đến loại cảnh hôn mê gan ở những người bị sơ gan.
một tăng thành phần nó nặng ba nữa rồi. Thứ hai và thứ ba đó là tình trạng liên quan đến tâm, các chất dẫn truyền thần kinh giả, những các mục tiêu cũng truyền thần kinh giả này xảy ra có thể liên quan đến cái một thực phẩm hình dung nào đó với một cái dụng đạo. Do vậy những cái người không mê gan có thể cắt giảm cái lượng đạo tiêu thụ, và những cái người mà sơ gan bình thường đó mình có thể cung cấp cái lượng đạo bằng những người bình thường cũng được. Còn cái liên quan thứ ba đó là mất cân bằng trong những chất dẫn truyền thần kinh, và người ta đều tạo đến cái chất da vàng, tăng cái lượng GABA sẽ gây cúc chế thần kinh não và đưa đến bệnh nhân về thay đổi về tiên giác, đưa đến bệnh não không mê gan. Nhưng mà trong bệnh não gan không mê gan không phải chỉ là thay đổi tiên giác là lơ mơ ăn mê, mà bệnh nhân còn thay đổi về tính tình, từ một người để tâm tính cái việc là lúc có thể sau đó trở nên lỗi hơn hai. Như vậy mình thấy là những cái người mà bị sơ gan thì có một cái nhóm nguyên nhân là sơ gan vô rồi. Như vậy mình phải loại trừ cái tình trạng hung hăng này, cái tình trạng sức thúc này là do vấn đề của sĩ gan, bên cạnh việc đó phân biệt với cái thay đổi tâm tính tạp vi là do quản lý của gan ha. Bài tiên lượng với bài tiên nhà xem thêm nha. Về khả năng sống còn của giờ có phân sự của trai và út nè, thì khả năng sống 2 năm, sống 1 năm là bao nhiêu phần trăm? Sau khi tôi tính cái phân độ đó rồi, tôi sẽ đưa bệnh nhân vào nhóm này, nhóm A, nhóm B, nhóm C. Và giữa các nhóm này, ở một thời điểm, ví dụ tôi tính ra là bệnh nhân ở cái thời điểm này là nhóm trai B, tìm hỏi trai B này có thể lưu về trai A hoặc là trai C hay là không? Thì có không? Có. Tức là thời điểm hiện tại, tôi tính cái phân loại trai này nè, tôi tính ra là bệnh nhân đang ở trai B, thì chỉ biết hỏi là ở cái mức độ trai B này bệnh nhân sẽ cố định luôn hay bệnh nhân có thể phục hồi về cái trai A, hay bệnh nhân có thể chuyển tiếp nặng hơn đến cái trai C, thì nó có đứng yên không? Không, nó có thể lùi về. Nếu mình điều trị giai đoạn này ổn thì những cái chỉ số như là albumin nè, là bilirubin nè, là IgA nó có thể hồi phục. Nhưng nếu tôi chậm điều trị, tôi điều trị nếu không có đúng thì sao? Đẩy bệnh nhân rơi vào cái giai đoạn trai C là giai đoạn của mất thời. Và nguyên tắc điều trị trong bệnh cảnh của sơ gan đó là gì? Sơ gan và đe dọa đời sống, không có trị liệu nào để chữa lành cho sơ gan hoặc là phục hồi mô sẽ lỗ gan. Điều trị sẽ nhằm ngăn ngừa và chặt tổn thương, trong đó mình sẽ có điều trị về nguyên nhân, tránh làm tổn thương gan thêm. Ví dụ như lưu ý về một số thuốc chuyển hóa của sơ gan. Và điều trị nên rõ dựa vào nhu cầu dinh dưỡng, hướng dẫn chế độ ăn, điều trị bán bộ. Ví dụ trong điều trị bán bộ thì mình sẽ sử dụng là tiểu, nhưng bên cạnh đó thì mình phải giảm cái nguồn muối. Rồi, điều trị biến chứng, có biến chứng nào tôi điều trị biến chứng đó. Và trong biến chứng này phải có cái sự phòng ngừa của nguyên pháp và phòng thuốc pháp. Rồi ghép gan chỉ đặt ra những người mà thể trạng còn tốt. Những cái người mà sơ gan vô độ thường là ghép gan cũng không có thành công. Và hết bài.